FIFA U17 World Cup 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 10 tháng 11 tới tại Indonesia. Hiện tại, một số đội tuyển đã có mặt tại nước chủ nhà để tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Trong đó, 4 đội tuyển lựa chọn trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ Bali United làm nơi tập luyện. Bao gồm đội tuyển quốc gia U17 Hoa Kỳ, U17 Mexico, U17 Canada và U17 Nhật Bản. U17 Mỹ đã bắt đầu tiến hành tập luyện vào Chủ nhật ngày 29 tháng 10. Trong khi đội tuyển U17 Mexico và đội tuyển quốc gia U17 Canada chỉ bắt đầu tập luyện vào ngày hôm qua. Còn đội tuyển U17 Nhật Bản mới bắt đầu tập luyện từ chiều nay tại trung tâm huấn luyện của Bali United. Trung tâm huấn luyện mới của Bali United được xem là một trong những tổ hợp sân tập bóng đá hiện đại nhất Indonesia hiện nay. Nó được bắt đầu xây dựng từ năm 2020 trên diện tích 30 hectare tại nhiếp chính Gianyar của Bali. Ngoài việc các sân tập có mặt cỏ chất lượng tốt, trung tâm huấn luyện Bali United có tầm nhìn quyến rũ vì nằm trên bãi biển. Việc xây dựng trung tâm đào tạo này tiêu tốn không ít tiền của Bali United. Điều này là dễ hiểu, bởi ngoài hệ thống các sân tập, trung tâm còn có một loạt các hạng mục phụ trợ khác, như bể sục nóng lạnh và phòng gym. Các cơ sở này có thể được cầu thủ sử dụng trước hoặc sau khi tập luyện. Hiện tại, trung tâm huấn luyện này đã có 3 sân tập cỏ tự nhiên đạt tiêu chuẩn FIFA, được xây dựng với kinh phí 70 tỷ rupiah Indonesia. Trong khi 4 sân tương tự đang được xây dựng, hiện tại trung tâm đào tạo này vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.